Dạ em xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, hôm nay em có một cái lô mai con quấn rễ rất là đẹp. Cây thì rất là mập mạp, cành nhánh thì rất là xum xoay cả nhà. À, cái lô này thì rễ thì cũng lộn xộn nha. Nó gồm có bí ba mắt nè, rồi rễ dày, rồi rễ dày, rồi nó rễ dày. Nói chung là nó rồi có mấy cái đế ngang hình thú. Nói chung là nó rất là nhiều kiểu cả nhà, đa dạng luôn ha. Thì cái lô này em thấy cây nó mập và cành nhánh thì cũng tương đối nhiều nè. Đó nè cả nhà ha. Đây. Rồi cái lô này em bán với giá là 6.500 nha cả nhà. Em báo giá như vậy để cho chúng ta xem là đừng có bị lộn lô á. Tại vì hôm qua thì em có đăng cái loại 6.000 và 7.000. Thì hôm nay em đăng cái lô này là 6.500 nha. 6.500 nha cả nhà. Nếu mà chúng ta thích cây nào thì cứ loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha. Thì cái lô này nó được cái là thoát thân của nó rất là thấp nè, thoát thân rất là thấp. Nhưng mà cả nhà ơi, khi mà gửi á, đi á, thì bên em bó như thế này nè, thì chắc chắn lá nhiều quá thì nó sẽ bị rụng lá nha. Cho nên cả nhà là khi rụng lá thì không sao hết, chúng ta lại trồng và sau đó tưới kích rễ thì nó rất là mau bún đọt kia cả nhà. Đó, lô rễ như thế này nha. Nó rễ sao thì em quay y chang vậy, nếu mình thích thì ấy. Thì thường là mai con mà thì phải rễ đa dạng như thế này để khi trồng lên đó thì cái vườn mai của mình nó nhiều kiểu đủ kiểu hết ha cả nhà. Đó, đây thì cái lô này em bán 6.500 một cây nha. Số lượng thì em cũng được vài ngàn cây cả nhà. Cây rất là mập mạp nè. Đó, cây rất là mập mạp nha. Cái ngọn của nó không mập mập như thế này nè cả nhà. Cành nhánh thì cũng tương đối đó ha. Rồi số lượng thì cũng được vài ngàn cây nha. Ai thích cái lô này thì cứ alo em qua hai số điện thoại là 0397142252 hoặc là 0947873959 nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì cái gốc của nó là bằng cái đầu đũa ăn đi lên nha. Đó, cây nó rất là mập, nhánh nè. Tương đối là đẹp nha. Lô này em thấy rất là đẹp luôn nè. Nó nhánh nè cả nhà. Mai con thì thường đa số do để khít á thì nó không có nhánh nhiều, nhưng mà em thấy cái lô này nó có nhánh ha. Thích hợp cho chúng ta trồng tán thông. Đó, trồng tán thông nha cả nhà. Cái này về tại tụi em để cho trong nó khít quá nên nó không nhảy nhánh nổi, chứ mình về mình trồng tán thô ra xíu là tàn, nó ra bắn tàn ngon lắm ha. Rồi, giá 6.500 một cây nha cả nhà. Nếu mà chúng ta lấy từ 50 cây thì em sẽ tặng mình 3 cây nha. 100 cây thì tặng 5 cây. Đó. Nhưng mà em không có bao phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển 50 cây thì tầm khoảng 50.000 ha. Rồi ai thích thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.